Bạn Văn Hải gửi đến chương trình. Câu hỏi như sau. Tôi năm nay 63 tuổi, cách đây 4 năm tôi bị đau mạn sườn nên đi khám và siêu âm. Chụp phát hiện có u gan, vì thế chuyển lên bệnh viện ca. Phát hiện là có kích thước, u gan có kích thước là 8 cm. Tôi đã phẫu thuật cắt gan và sau đó gần 2 năm thì tôi đã nút mạch bởi vì là khối u đã tái phát. Hiện giờ thì tôi đi khám vì thấy đau, có hai nốt ở rốn phổi, nghi là di căn. Về chiều thì hay có hiện tượng sốt. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là ung thư gan thì thường di căn đến đâu? Và nếu như di căn phổi thì phương án nào sẽ là phương án điều trị tiếp theo của bố tôi, của tôi? Thì xin mời bác sĩ Quế sẽ tư vấn giúp bạn. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước kia bạn đã được chẩn đoán là ung thư gan và đã được phẫu thuật. Và hiện tại là bạn đang theo dõi định kỳ và hiện tại là xuất hiện một hai nốt ở phổi, ở rốn phổi. Thì trước mắt thì chúng ta sẽ cần phải xác định rõ là hai cái nốt ở phổi đấy có phải bệnh lý tái phát của gan hay không. Bạn có nói là bạn về chiều bạn hay sốt, chúng ta sẽ cần phải loại trừ thứ nhất là lao phổi, tổn thương phổi có phải là lao phổi hay không, hay là có thể là ung thư phổi, một cái ung thư phổi nguyên phát, một khối u lành tính ở phổi. Chúng ta sẽ kết hợp rất là nhiều những cái xét nghiệm, ví dụ như là chuẩn đoán những cái xét nghiệm về các marker về ung thư gan, hoặc là những cái cao nhất là chúng ta có thể sinh thiết khối u để chuẩn đoán giải phẫu bệnh, để quyết định cái phương hướng là liệu chúng ta có phải là đấy là ung thư gan tái phát hay không. Thế còn nếu như là ung thư gan tái phát thì thông thường thì cái di căn đầu tiên khi mà ở ung thư gan, tức là cái sự chúng ta hay gặp nhất đấy là ung thư phổi, di căn đến phổi, sau đấy là hạch ổ bụng và đến xương và đến não. Đấy là những cái bộ phận mà thường là ung thư gan di căn đến. Nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta tái phát di căn ở phổi thì chúng ta sẽ phải điều trị, tức là điều trị lại, là điều trị toàn thân, tức là điều trị nội khoa, sử dụng các phương pháp điều trị đích hiện tại mà chúng ta đang áp dụng cho rất nhiều các bệnh nhân tại bệnh viện ca. Đấy là viên uống sorafenib, lenvatinib hoặc là phác đồ atezolizumab và bevacizumab. Thì chúng ta sẽ bác sẽ được các bác sĩ trao đổi trực tiếp và tư vấn cụ thể khi chúng ta tiếp cận với một trong những cái ba phương pháp đấy. Có thể là bác tùy vào cái điều kiện kinh tế của mình cho phép, hoặc là cái tình trạng bệnh và những cái bệnh lý hiện tại đi kèm của bác sĩ sẽ lựa chọn cho bác một cái phương án tối ưu nhất để phù hợp với bệnh cảnh của bác. Và như thế bác hoàn toàn có thể yên tâm khi chúng ta chẳng may mà bị tái phát trở lại. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ từ bác sĩ Quế.